được làm từ chất liệu nhựa rất là an toàn, không gây độc hại cho trẻ trong quá trình sử dụng. Khung của xe trường Scooter được làm từ chất liệu thép chống rỉ, rất an toàn và bền đẹp trong quá trình sử dụng. Tay cầm của xe trường Scooter được làm từ chất liệu nhựa mềm, giúp bé không bị đau và không bị chai tay trong quá trình sử dụng lâu. Phía trên tay lái còn có trang bị thêm một chiếc chuông rất là phù hợp với các bé. Thiết kế của xe trường Scooter được in hình các màu sắc rất là rực rỡ và giúp các bé rất là vui thú vị trong quá trình sử dụng. Hệ thống thưa quý vị và các bạn, điểm đặc biệt ở chiếc xe trường Scooter đã cách tên 09 là các bậc phụ huynh có thể điều chỉnh được chiều cao của là tay cầm phù hợp với chiều cao của các bé thông qua các điều khiển rất là đơn giản như này. Tháo găng ra và bắt đầu điều chỉnh chiều cao phù hợp. Có 3 nấc để điều chỉnh chiều cao. Một nấc tương ứng với tầm 5cm. Và khóa lại bắt đầu sử dụng. Thiết kế của xe trường Scooter cũng được thiết kế để có thể lắp gọn lại trong quá trình mà bé không sử dụng đến và được cất giữ trong gia đình. Cần bằng những thao tác đơn giản, các bậc phụ huynh có thể lắp gọn một chiếc xe trường Scooter và cắt trong gia đình cho các bé như thế này. Trên đây ba mắt chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn.